Trên nhân gian đầy chia rẽ này luôn có sự phân biệt, kẻ giàu sang người nghèo hèn, kẻ xấu người đẹp, kẻ béo người gầy, kẻ thông minh người rốt nát, nhưng chắc chắn ai bị mụn thì cũng đều xấu cả. Đó là sự thật phũ phàng đành phải chấp nhận mà thôi. Vì thế mà những ai bị mụn cũng đều có cảm giác buồn, và mong sao cho mình không còn bị mụn nữa thôi là được. Nhiều bạn nghe nói sản phẩm Mezuji trị mụn hiệu quả nên cũng rất mong muốn được thử dùng để xem hết mụn không. Liệu sự thật hết mụn có xảy ra sau khi bạn dùng bộ kem Mezuji hay không? Trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ giải thích cho những bạn nào vẫn còn thắc mắc để cho bạn hiểu và mua đúng loại sản phẩm để không phí tiền nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Bạn sẽ thấy quảng cáo là kem Mezuji trị mụn cực hay, cực hiệu quả, nhưng sự thật là không hoàn toàn như vậy. Kem Mezuji có công dụng chính là dưỡng trắng và trị nám. Đó là hai công dụng nổi bật nhất mà sản phẩm này mang lại. Nên nếu bạn tin vào lời quảng cáo là sản phẩm Mezuji trị sạch mụn là chưa chính xác. Đó có thể là quảng cáo quá đà của người bán hàng. Bên shop mình cũng bán hàng, nhưng bên mình không nói quá về sản phẩm làm bạn thất vọng. Sự thật là kem Mezuji không chuyên trị mụn, nhưng nó có thành phần hỗ trợ ngăn ngừa mụn. Nên một số bạn khi xài kem này cảm thấy da mặt đỡ mụn hẳn đi, là do trong kem có thành phần hỗ trợ ngăn ngừa mụn, làm sạch da, nên thành phần này khi bạn xài sẽ rất hợp với da của bạn, nên bạn hết mụn là vì thế, chứ kem Mezuji không phải là kem chuyên dành để trị mụn. Nên nếu bạn nào có ý định chữa mụn, thì nên tìm một sản phẩm chuyên trị mụn sẽ tốt hơn nhiều. Kem trị nám Mezuji hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Mezuji hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.